Mong cả nhà sẽ ghé qua tham khảo khóa học PowerPoint online tại niceslide.com để sở hữu trọn đời Office 365 và bộ công cụ ưu việt của NiceSlide. Qua đó nâng tầm tư duy thẩm mỹ và chuyên nghiệp hóa kỹ năng thiết kế slide cùng các ấn phẩm sáng tạo bằng sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.